sinh tố bơ thì quá thông thường rồi. Hôm nay mình sẽ ăn bơ chấm mật ong như cái điện thoại. Wow, yeah. Các bạn thấy tuyệt vời không? Mình chỉ nói sơ, giới thiệu sơ qua cho các bạn biết cây bơ này là mấy chục năm rồi. Cây bơ này là cây bơ từ xa xưa, nó vẫn giữ được cái độ ngon của nó, chứ không phải là những bơ ghép, bơ bút hay những loại bơ bây giờ. Bơ này bơ nguyên thủy. Đó. Cơm vàng. Đây các bạn, bơ rất là vàng. Để mình ăn thử. Đây. Dễ lột lắm nha mọi người, nó có bị một chấm đen, chà dẻo lắm. Mời mọi người. Bơ béo, dẻo béo mà ăn ngon, ăn không ngon lắm. Cái này là chết, này mật ong rừng ra mọi người. Để mình chấm với mật ong rừng xem sao. Sinh tố bơ thì nó quá thông thường rồi. Hôm nay ăn với mật ong rừng. Ngon. Ngon lắm. Sinh tố bơ này mà thay vì dùng sữa mà mình bỏ mật ong vô làm sinh tố thấy còn ngon hơn nữa. Tuyệt vời quá. Mật ong dính vào rồi mọi người. Ngon quá. Khỏi phải xay sinh tố làm gì mệt, bóc vỏ chấm mật ong ăn. Bỏ đi. Ngon. Đại